lỗi của máy NPTH4, khi cứ cắm điện vào thì sẽ nháy và kêu tít tít, nháy ba đèn kêu tít tít. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tháo cái nắp máy bên dưới của con Panasonic NPTH4. Đây thì các bạn hãy chú ý, các bạn hãy để nghiêng máy ra. Sau khi để nghiêng máy, các bạn nhìn thấy có một con ốc này, hai con ốc, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Đó, thì các bạn hãy tháo những con ốc này ra. Sau khi tháo được bảy con ốc đó, bạn hãy cạy nó ra. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn ở đây có những dây cảm biến. Các bạn hãy lấy tháo cái lẫy này, lấy cái nắp nhựa này, nắp tôn này ra. Nắp tôn này, các bạn sẽ nhìn đây là cái toàn bộ cái mạch của nó này. Máy báo ẩm ở đây nó có cái kim báo ẩm đấy. Thì các bạn hãy rút cho tôi cái này ra, rút cái mạch này ra. Đó, xong các bạn cắm lại, cắm lại. Nếu các bạn không chắc thì các bạn rút hết ra, rút hết ra cắm lại đấy. Không không vấn đề gì, cứ rút ra cắm lại này. Rút cái mạch này cắm lại được đấy. Thế nhé, đây cái dây kim ẩm này, cái dây này nó sẽ cho cái kim ẩm vào đây. Đó, khi rút dây cảm biến ẩm ra các bạn lắp lại thì máy sẽ hoạt động bình thường. Tôi đã bỏ cái khay bát ra, nó hoạt động bình thường. Xin cảm ơn các bạn.